Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Tuyền Văn Hóa. Ngày 9 tháng 4, nguồn tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, đồng thời truy tố bị can Trịnh Văn Quyết, được thiên hạ vẫn gọi bằng cái tên Quyết Còi, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cùng 50 đồng phạm. Trong vụ án này thì 51 bị can bị truy tố ở 4 nhóm tội danh khác nhau, trong đó 13 bị can bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán, 23 bị can bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 bị can bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 3 bị can bị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin cho hoạt động chứng khoán. 8 bị can bị truy tố 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch của tập đoàn FLC. Theo cáo buộc, đối với tội danh Upbo thần trưởng, thao túng thị trường chứng khoán, từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế là em gái mình cùng với đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế đi thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó thì Huế quản lý sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Hành động này khiến cho những nhà đầu tư điêu đứng, gia đình tán gia bại sản, vợ chồng tư mặt lẫn nhau vì lỡ tin cổ phiếu họ FLC. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì còn tinh vi hơn. Từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên công ty cổ phần xây dựng Pharos, các công ty thuộc tập đoàn FLC, người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỷ đồng vốn góp vào công ty Pharos, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó thì các bị can đã tạo lập hồ sơ đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty cổ phần xây dựng Pharos tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, bị can Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại công ty cổ phần xây dựng Pharos, thu được hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin cho hoạt động chứng khoán, kết quả điều tra cáo buộc ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho cựu chủ tịch FLC, cơ quan tố tụng còn làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu. Vậy thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra là ông Trịnh Văn Quyết sẽ chịu hình phạt như thế nào? Thưa quý vị, khách thể của tội thao túng thị trường chứng khoán là trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, mà cụ thể là quy định của nhà nước về quản lý hoạt động của thị trường chứng khoán. Đối tượng tác động của tội phạm này là thị trường chứng khoán, là một thị trường mà ở nơi đó người ta mua bán, chuyển nhượng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời. Theo đó thì mặt khách quan của tội phạm là hành vi thao túng thị trường chứng khoán và được chủ thể thực hiện bằng một hoặc nhiều hành vi dưới đây. Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả. Thông đồng với người khác đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch, hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo. Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường. Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua hay bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán. Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó. Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán. Các thủ đoạn trên được thực hiện có thể làm cho các nhà đầu tư khác hiểu sai lệch về thị trường chứng khoán và ra quyết định có lợi cho chủ thể thực hiện các thủ đoạn trên. Tuy nhiên, chỉ khi chủ thể thực hiện các hành vi nêu trên thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC cùng các đồng phạm liên quan đã có hành vi sai phạm trái với quy định của pháp luật, che giấu thông tin, thao túng giá chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính 723 tỷ 322.534.069 đồng và làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới thị trường chứng khoán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Trong vụ án có đồng phạm, cơ quan điều tra cũng đã thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh có sự bàn bạc, thỏa thuận,
thống nhất ý chí của các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên, gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3 tỷ đồng trở lên. Nếu chứng minh được những nội dung trên thì căn cứ theo quy định ở khoản 2, điều 211 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC có thể đối mặt với mức phạt tiền từ 2 cho đến 4 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm. Như vậy, với cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với mức án 7 năm tù giam hoặc bị phạt tiền đến 4 tỷ đồng. Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau. Theo quy định pháp luật, tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ cấu thành khi chủ thể của tội phạm đã thực hiện thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, làm cho chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản nhầm tưởng, tin vào các thông tin không đúng sự thật và tự nguyện chuyển giao tài sản cho người phạm tội. Mục đích chiếm đoạt tài sản thể hiện ở chỗ người phạm tội không có ý định trả lại tài sản cho các nạn nhân. Giá trị của tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Theo thông tin cơ quan điều tra công bố, các bị can bao gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung thực hiện hành vi thông qua việc từ năm 2014 đến 2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với đó là 430 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng Pharos. Và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Pharos trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán và chiếm đoạt 3.620 tỷ 722 triệu 083.518 đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đã xác định Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá trên 500 triệu đồng. Nếu cáo buộc của cơ quan điều tra là đúng thì ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với khung phạt tù từ 12 cho đến 20 năm hoặc thậm chí là tù chung thân theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Như vậy, với hai tội danh đề nghị bị truy tố là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Trịnh Văn Quyết phải đối mặt với mức án có thể lên đến 27 năm tù hoặc thậm chí là tù chung thân. Trường hợp bị kết án phạt tù có thời hạn thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc hình phạt chung là tổng cộng các tội danh nhưng không quá 30 năm tù. Nếu mức phạt cao nhất là tù chung thân thì mức phạt chung của nhiều tội danh sẽ là tù chung thân. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.